Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị, cái video này mình trả lời một câu hỏi này nhận được từ Việt Nam. Cái câu hỏi này đó, uh, cũng hơi dài và không phải câu hỏi này là để uh, chê. Nói rằng là những quý vị mà sống ở Mỹ Chỉ lãnh tiền an sinh xã hội thôi Chắc có thể là sống không nổi Sống bấp bên không có phải hay không Không phải cái ý của câu hỏi này là như vậy hả quý vị Mà bởi vì đó uh, Quý vị đặt câu hỏi là bởi vì sắp được con bảo lãnh sang Mỹ Thì cái email nói rằng Là trên 60 yeah. Nhưng Ờ uh, mình trả lời câu hỏi này là chung chung, nói về tiền hưu thôi nha, bởi vì câu hỏi hỏi rằng là muốn biết rằng có phải là những người sống ở Mỹ mà chỉ lãnh tiền hưu an sinh xã hội thôi chắc sống không nổi có phải không á. Mình muốn đưa ra những cái mức như vậy trước và để xem coi bởi đi bởi vì cái cái tiền mà mình cần ở tuổi hưu thì có cái sự khác biệt từng người nên cái mức mà một người có thể sống nổi ở địa điểm này hoặc là của một cá nhân này thì có thể áp dụng vào người khác thì lại không phù hợp hoặc là ngược lại hả quý vị thì khi nói về cái tiền thu an sinh xã hội mình dùng cái mức năm nay 2024 2024 thì tất nhiên mình khai thu mình phải có 40 tính chỉ nha mà khi mà quý vị này không trả lời về cái cái dựa vào cái thông tin cá nhân của quý vị này sang Mỹ ở tuổi 60 trở lên nha. Sang Mỹ ở tuổi 60 trở lên muốn lãnh hưu thì quý vị cũng biết rồi là phải làm việc ít nhất là 10 năm. Và có 40 tính chỉ thì mới có thể khai hưu được ha. Nhưng mà chung chung là những người mà lãnh hưu thôi thì có thể sống nổi không á. Thì đây là những cái mức như vậy cái mức mà tối đa một người có thể lãnh được năm 2024 cái mức tối đa nha cái quyền lợi sinh xã hội là cái quyền lợi liên bang nha nó không có được điều chỉnh ở tiểu bang mình sống có mức sống cao hơn hay là thấp hơn thì cái mức nó không có được điều chỉnh phù hợp với cái địa phương đó ha, quý vị bởi vì nó là cái phúc lợi liên bang ha thì mình có thể khai hưu sớm nhất là tuổi 62 nè hoặc là mình có thể trì hoãn đến tuổi cao hơn, mình có thể trì hoãn tối đa là đến tuổi 70 là mình lãnh được cái mức cao nhất ha, mình có thể trì hoãn đến tuổi hưu chính của mình, mình khai, Nà, tuổi hưu chính của mình là tùy theo tuổi nào là tùy theo năm sinh của mình, những quý vị mà có cái năm sinh từ năm 1960 và sau đó thì tuổi hưu chính là 67, ha. nhưng mình dùng vào năm nay là 2024 thì mình cũng có chia sẻ về đề tài này để trả lời câu hỏi này mình đưa ra cái mức tối đa trước 62 tuổi năm nay mà mình khai mà mình lãnh được cái mức tối đa thì là 2.710 đồng một tháng ha nếu mình bước vào tuổi 62 năm nay thì đây là cái mức tối đa mình có thể lãnh còn nếu mà năm nay mình bước vào tuổi hưu chính của mình cái mức tối đa mình có thể lãnh được là 3.800 22 là một tháng. Và nếu năm nay mình bước vào tuổi 70 mà mình lãnh được cái mức tối đa thì là 4.873 là một tháng. Đó. Đó. Bây giờ nếu mà nói rằng là một người chỉ lãnh tiền hưu an sinh xã hội thôi thì sống không nổi, có phải không? đây là một con số, nó cũng phải không phải là là lớn hay là là nhỏ mà cái mức này đó tùy theo cái địa điểm nào mình sống mà mình lãnh ở cái mức nào nha cái mức tối thiểu là bao nhiêu có nhiều quý vị lãnh trăm mấy hai trăm đồng một tháng tùy theo cái thu nhập của mình trong cái hồ sơ sinh xã hội của mình mình làm việc mình đóng thuế cái thu nhập ra sao thì đây là con số tối đa những quý vị mà lãnh cái mức tiền sinh xã hội mà nằm ở mức trung bình thì vòng vòng có khoảng hơn 1 nghìn chín một tháng một tí thì bây giờ mình dùng cái mức trung bình như vậy thôi đi. 1 chín một tháng mức trung bình thôi ha. Rất khó mà có người lãnh được mức tối đa. Ở đây là nằm trong cái phần trăm nó nhỏ nhỏ đó quý vị. Nhưng mà cái câu hỏi này, bây giờ mình dùng cái mức trung bình như vậy đi. Là có thể sống nổi hay không? 1 chín một tháng nè. Thì có vài điều mình có thể nhìn vào phải không quý vị? Thì có nhiều quý vị mà ở cái mức này hoặc là trên chút hoặc là thấp hơn một tí thì có thể thấy rằng hay tôi sống được có một số vị nói rằng ồ oh, không được tại sao ở mỹ cái tiền mà mình có như vậy nha và đây là cái tiền ưu duy nhất nha mình không có cái nguồn tiền nào khác để mình đắp vào hết ha thì làm sao bởi vì cũng thấy là cái tiền hưu sinh xã hội đó câu hỏi này hỏi rằng là sống không đủ phải không thì cái mục đích của cái quỹ tiền hưu từ an sinh xã hội nha không phải là những quỹ hưu khác thì cái mục đích của cái quỹ hưu này đó thì để mình có thêm cái phần tiền để mà bổ sung có nghĩa là đủ để mà vòng vòng bổ sung thêm 40% vào những cái nguồn tiền khác mình có để mình trang trải những chi phí mình có ở tuổi hưu thôi chứ không phải là chi trả hết những cái 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 chi phí mình có ở tuổi hưu ha. Nhưng nếu mà một người mà chỉ có 1 chín mức trung bình như vậy thôi, tiền hưu thì sao có thể sống được hay không? thì cũng tùy phải không quý vị bởi vì chi phí sinh hoạt cũng tùy thuộc theo cái nơi mình sống nữa chi phí sinh hoạt ví dụ như một người mà ở một thành phố mà có chi phí cao chẳng hạn như ở Los Angeles hay là ở New York vân vân thì sẽ khó sống dựa vào cái số tiền này trong khi những quý vị mà ở những cái nơi khác mà có chi phí thành phố khác hay là tiểu bang khác có chi phí thấp hơn thì có thể đủ chi phí nhà ở thì ra sao ở mỹ thì chi phí nhà là một những chi phí và đắt đỏ nhất nếu mà mình ở tuổi hưu mà mình có căn nhà mình ở mà mình đã trả hết rồi mình không trả gì hết mình còn những cái phí khác mình trả thì có thể là chi phí này có thể đủ không có việc hoặc là nhà mình có phòng vân vân mình uh mình mình cho người khác mướn à, hoặc là cái nhà của mình là nhà nó không phải là uh, to lớn gì mấy mà những cái chi phí bảo trì nó không có cao thì có thể là đủ là mình có những cái khoản nợ gì khác hay không nợ thẻ tín dụng hay là nợ xe cộ vân uh, vân thì có thể là rất khó để mà có thể mà sống thoải mái với cái khoản tiền như vậy, chi phí thực phẩm, chi phí tiêu dùng, uh, chi tiêu cá nhân vân vân, thì tùy theo địa điểm, tùy theo mỗi cá nhân có thể là cái nhu cầu uh, có sự khác biệt, thì có thể một người a thì có thể đủ mà người b thì có thể không đủ hoặc là một số quý vị không có nhà mà ví dụ như thường thường mà mình 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 về hưu mà mình có căn nhà mình mua nhiều năm trước mà mình trả quý vị thấy rồi ví dụ như mình trả hết rồi hoặc là mình trả được cái phần cũng nhiều lắm rồi có một số quý vị mấy năm trước mà lúc mà cái tiền lời còn mức thấp hai uh, chấm mấy ba chấm đó ví dụ như mình trả được mình mượn nợ 30 năm mà mình trả được 20-25 năm rồi thì một số quý vị có thể làm cái khoản nợ đó lại Ví dụ như lúc trước mình trả Một ngàn, một ngàn rưỡi một tháng Thì là mình nói những khu vực mà cái giá Nó cũng tương đối ok ha. Mình trả được hai ba chục năm rồi Hai mươi, hai mươi năm rồi, rồi Còn năm mười năm nữa thôi rồi Mình trả một ngàn, hai ngàn rưỡi Một tháng thì mình có thể làm cái khoản đó lại Thấp hơn, có vài trăm đồng Một tháng thôi Rồi bây giờ mình lãnh tiền hưu ở cái mức này rồi Ví dụ như là tiền nhà Mình trả bốn trăm, năm trăm đi Hoặc là một số quý vị thuê phòng chả những cái mức như vậy tùy tiểu bang hả quý vị không phải là tiểu bang nào cũng phải cái phòng rẻ như vậy đâu nhỉ thì nhưng mình nói là tùy địa điểm là mình trả như vậy thì còn lại cái phần tiền uh, ví dụ như là mình lãnh một ngàn chín mà còn lại uh, trả bốn trăm năm trăm thì còn lại cái phần tiền đó mình uh, chi tiêu vào những cái cái cái, cái uh, chi phí sinh hoạt khác uh. mình không có nợ nần gì hết rồi y tế thì mình không có là có những cái cái hóa đơn y tế gì mà cao hay là những cái cái khoản chi phí gì nợ nần gì mình phải trả hết thì có thể là ok rồi nói về thực phẩm cũng vậy tùy theo cái khoản tiền mà nếu ở mức này thì mình mình, mình 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 ví dụ như mình không được cái sự hỗ trợ gì từ thực phẩm hết đi ở mỹ thì có những chương trình xã hội khác để mà hỗ trợ Uh, thực phẩm mà ví dụ mình không được hỗ trợ thực phẩm đi ha thì tùy theo cái nơi mình ở có một số địa điểm thì mình phải đối mặt với giá thực phẩm cao hơn uh, rồi mình cái cách của mình mà về thực phẩm làm sao Thí dụ như mình ra ngoài mình ăn thường xuyên hay là mình ở nhà mình vào nhà hàng hay là mình vào những nơi này nơi nọ thì đắt đỏ tiêu tốn cái phần lớn cho cái số tiền của mình vào những cái 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 cái, cái sự việc như vậy thì sẽ có sự khác biệt từ cá nhân a với cá nhân b với các quý vị. Một số quý vị thì dùng những cái đó để mà giải trí, uh, hoạt động này hoạt động kia nữa thì nó sẽ gặp cái vấn đề hơn. Là một quý vị b có những cái sự giới hạn mà chỉ nhắm vào những cái nhu cầu cơ bản để mà chi tiêu thôi thì có thể là đủ. À. Nên khi nói rằng là tiền thu an sinh xã hội có thể sống không nổi có phải không thì cái câu trả lời có thể là đúng mà cũng có thể là là là, là không không hẳn như vậy là bởi vì tiền hưu sinh xã hội nằm những mức như vậy ví dụ như một quý vị mà lãnh 4.000 đồng hay là 3.000 đồng một tháng mà ở một nơi mà có những chi phí nó không có cao quá nhà mình đã trả rồi xe mình không có nợ gì hết thì khoảng chừng 3 bốn ngàn một tháng mà ở một nơi mà không có đắt đỏ thì có thể là sẽ cái mức đó nó sẽ ổn định được còn một mà mình cũng lãnh cái đó luôn mà mình ở một nơi mà có những chi phí sinh hoạt rồi mình có những cái hóa đơn khác mình phải trả tiền nhà tiền xe tiền này điện thoại vân vân thì nó sẽ là uh, gặp khó khăn hơn ha thì đây là cái đề tài mình muốn chia sẻ ở đây để mà trả lời cho câu hỏi này và đặc biệt À, một số quý vị mà khi mà sang mỹ ở tuổi cao đó thì đây là những con số những con số này là những con số tối đa quý vị không phải ai cũng lãnh được ở cái mức này đâu cái mức này nó rất là nho nhỏ, Chứ không phải là là, là là nhiều người lãnh mức này trung bình có phải chỉ 1.900 nhưng mà đây là cái mức trung bình. Còn khi mà mình sang Mỹ mà mình có khung thời gian mười mấy năm thôi làm việc thì mình tất nhiên là mình lãnh ở những con số khiêm tốn hơn. Mình không có những cái uh, Cái nguồn tiền khác để mà đắp vào Thì sẽ chật vật uh, cho những chi phí Ở tuổi hưu Alright, có gì mình sẽ trả lời Những video sau, chào quý vị